đây là chỗ vườn hoa, chỗ đường Trần Phú này, phía bên đường Trần Phú này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn luôn ở cái khu vực đường Trần Phú này nữa. Nó có gì? Tại vì hôm nay là đường nó có diễn ra ca nhạc, nó đang cấm mọi người. Đấy, đang cấm mọi người đi xe máy ở đây, cho nên là nó sẽ, mọi người sẽ được đi bộ ở khu này để mọi người có thể nhìn thấy được. Rất là đông đúng không? Mình sẽ đi dọc cái khu đường Trần Phú ấy để các bạn có thể tham khảo được cái khu đường Trần Phú này. Ở đây thì tiện đây mình giới thiệu luôn đấy, rất nhiều quán trà sữa. Đó, rất là đông. Phía đoạn này chỗ đường Trần Phú. Bên này thì vườn hoa. Khu vườn hoa rất là đông luôn. Đấy. Đoạn này thì mọi người bị chặn lại này. Không cho đi xe vào trong này. Phải gửi xe ở phía ngoài kia. Đấy, bây giờ phải đi luôn một chỗ. Úi dồi ôi, bóng to quá. Thực sự là hôm nay ra đây tôi nhìn thấy hết các bạn trẻ ở đây rất đẹp, thời trang rất là phong cách. Tôi nhìn các bạn mới nhìn thấy được chị em ở Hải Phòng như nào, các giới trẻ ở Hải Phòng đang ăn mặc như nào. Ra đây các bạn có thể hình dung được hết. Đoạn này thì cho đi xe này, nhưng mà chắc là đường này rất là khó đi xe rồi vì mọi người tràn xuống đi bộ rồi. Đấy, chỗ đoạn này là vẫn chỗ đoạn đường Trần Phú nhé. Mọi người gửi xe ở ngoài này rất là nhiều để đi vào, thực ra cũng là chuẩn bị bắn pháo hoa mà. Rất là đông luôn. Thực sự là lúc nãy ở trong đó ngột ngạt, thì ra ngoài này thì có thêm xe cộ nữa cũng ngột ngạt thêm. Nhưng mà thôi, đành giới thiệu các bạn cái khu đường Trần Phú này đi bộ một lúc. Hôm nay sẽ video nó sẽ hơi dài, đi bộ thì các bạn mới nhìn được cái không khí, không gian của cái ngày lễ. Thì năm nào thường ra năm nào nó cũng diễn ra thôi, những ngày lễ ở nhà lớn này thì năm nào nó cũng diễn ra như thế. Nhưng mà mỗi năm nó có một sự thay đổi, có một sự tiến tới và có một sự phát triển thêm. Và đặc biệt đường phố có vẻ sáng hơn, đẹp hơn, nhiều quán trà sữa, nhiều quán cà phê hơn, nhiều thứ hơn để các bạn có thể tham khảo. Thế nên là mình muốn giới thiệu các bạn cái khu này và nhìn được nhiều người hơn, xem giới trẻ ăn mặc như nào. Bên kia vẫn là vườn hoa nhé, nó là giải trung tâm của thành phố mà. Thực sự là hôm nay rất là tiện, định ra xem kia nhưng mà thôi không vào được thì đi bộ giới thiệu cho các bạn khu này. Rất là tuyệt vời. Một dịp rất là may để mình có thể giới thiệu với mọi người. Mọi người gửi xe hết ở bên chỗ vườn hoa bên cạnh này thì may ra mới đi bộ mới vào được. Vì bây giờ mới mấy giờ? Bây giờ mới có 9 giờ kém 5. 9 giờ kém 5 thì còn một tiếng nữa mới đến bắn pháo hoa.
thì mình sẽ đi bộ dần để mọi người có thể nhìn và tham quan được. Rất là đông vui và nhộn nhịp đúng không? Bây giờ thoáng ra rồi. Hai lần coffee ở Lotte. Đấy, cũng sắp hết đường Trần Phú rồi, đến chỗ vườn hoa Nguyễn Du và chỗ nhà kèn dọc đây giải vườn hoa Nguyễn Du. Đó, ở chỗ đoạn chỗ nhà kèn. Ồ, hát rồi. Tí mình sẽ vào trong cái khu nhà kèn kia cho các bạn xem. Trong cái khu nhà kèn đấy thì ở phía trong đấy thì thực ra là sẽ có rất nhiều cái hoạt động vào thứ bảy chủ nhật, thường thường là thế. Nếu mà không hoạt động của nhà nước hoặc cái thì đều có các câu lạc bộ hoặc cái đến đấy giới thiệu đấy, các chương trình hoặc là diễn ra nhảy về hình ảnh. Mai là mình sẽ xem cái câu lạc bộ xe cổ của Hải Phòng sẽ giới thiệu ở đây. Đấy, một chút nữa mình sẽ vào trong cái khu nhà kèn để các bạn xem. Mình đi nốt cái đoạn đường Trần Phú để các bạn có thể tham khảo được. Tô cổ trà sữa, rất nhiều trà sữa. Fresh Garden. Đường Trần Phú, còn một đoạn nữa ở phía trên chỗ vườn hoa Kim Đồng nữa. Còn trên kia thì chắc là sẽ không còn tấp nập nữa như tầm này rồi, tại vì trên kia sẽ còn rất nhiều xe cộ và mọi người có thể đi. Vì vậy thôi là bây giờ mình sẽ quanh vào trong khu bạn, trong khu nhà kèn. Bạn nào lần đầu tiên xem video của Tôi Yêu Ở Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Kem dừa, kem trái cây. Đấy, thôi bây giờ mình sẽ quay lại thôi.